Kênh xe tốt xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay bên mình sẽ quay các bạn một chiếc xe X-Trail và mình cũng giới thiệu qua một chút. Bây giờ mình chuyển cả cửa hàng mới, cơ sở 2 ở dưới Hà Đông, đó chính là An Khánh Auto. Thì bạn có thể mua bán trực tiếp ở dưới An Khánh này hoặc là có thể mua bán ở trên Cầu Giấy, vẫn là ở 112 Nguyễn Chánh các bạn nhé. Đây thì mình không mất thời gian các bạn nữa, thì đây mình sẽ quay cho bạn chiếc X-Trail. Thì chiếc X-Trail mình đang quay đây là được sản xuất 2018 và nó là bản 2.0. Bản này là bản thấp nhất. Thì mình chia sẻ một chút. X-Trail thì nó sẽ có 3 phiên bản, có 2 phiên bản 2.0 và 1 phiên bản 2.5. Thì chiếc phiên bản này thấp nhất đó thì là ở bên hình bên ngoài của cái bản này thì là toàn bộ hệ thống đèn của nó là đèn halogen. Đó, và nó sẽ trang bị vành là vành 17 inch đấy ạ. Còn các bản kia là vành 18 nhé các bác nhé. Đây. Km này. Xe này là xe tư nhân, một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Xe này chạy đang là 7 vạn, 6 vạn 9 km. Xe thì mình vừa mới lấy về, chưa tút tắt gì cả. Đó, đây các bạn nhìn thấy cái xước này. Đây, mình sẽ quay một vòng tổng thể chiếc xe các bạn cùng xem. Thì về cái phần thông số xe, thì mình sẽ chèn vào video này để các bác biết được giữa các bản nó khác nhau vào về những option gì để chúng ta dễ dàng so sánh. Còn mình nói qua nó sự khác biệt nhất vừa nãy là ở bên ngoài này, cụm đèn pha này. Bên trong thì nó sẽ là cái cửa sổ trời. Quay chi tiết về phần sơn bên sườn này. Sơn gần như là nguyên bản, chưa tút tát gì đâu. Đó, đây mình sẽ mở. Xe thì mình vừa mới lấy về tại cửa hàng. Đây các bạn nhìn ốc này. Đó, ốc cánh cửa này. Đây các bạn nhìn phần táp lô nhé. Đây, cái cần số này. Đây, bộ ghế da của xe vẫn khá là cứng cáp. Thì xe X-Trail thì cả 3 phiên bản đều được trang bị ghế điện. Đều được trang bị cả hai hàng ghế trên nhé. Đây, hàng ghế điện này. Đây mình sẽ quay về hàng ghế sau này. Đây toàn bộ phần trần này. Không có vết bẩn gì cả, rất là sạch. Chủ xe đi khá là giữ gìn và cẩn thận. Thì mình chia sẻ một chút chiếc xe X-Trail này thì nó sẽ cùng phân khúc với những chiếc xe như là CX-5 hay là Honda CR-V hay là Outlander. Thì mình thấy ở trên thị trường xe cũ thì chiếc X-Trail này so với các dòng xe khác thì giá của nó gần như là mềm nhất. Đây, chiếc xe này thì sản xuất 2018 nhé, 6.9 vạn. Và là xe tư nhân một chủ, biển Hà Nội luôn. Đây, mình sẽ quay về cái đăng kiểm của xe này. Đó, biển số Hà Nội nhé. Đây, mình sẽ quay về phần đầu xe. Đây, toàn bộ cụm đèn pha là halogen, như các bản kia thì nó sẽ có đèn led. Cực kỳ mới về cái phần sơn. Đây các xe này, cả 4 lốp theo xe nguyên bản nhé. Đây mình sẽ quay vào phần ghế lái này, chỉnh điện này. Đây trên xe có một số nút, đây là mở cốp này, chống trơn trượt này, chế độ eco này và chỉnh độ cao thấp của đèn pha. Đây các bạn nhìn về cái bàn đạp này. Mình rất thích những chiếc xe mà thiết kế chiếc cái phanh tay điện tử thành cái phanh chân, cái phanh tay thì thành cái phanh chân ở dưới, thì nó sẽ không bị mất cái diện tích ở chỗ cái phần yên ngựa này. Rồi mình sẽ mở máy này. Đây các bạn nhìn ốc cánh cửa lái này, tất cả keo chỉ nguyên bản, cam kết nguyên bản. Sáu vạn chín đây. Đây màn hình theo xe này.
Đây các bạn nhìn tổng thể lại kề ra này. Rồi bây giờ mình sẽ quay phần máy các bạn cùng xem. Mình quay phần máy này thì chiếc xe này mình mới lấy về, chưa chọn dẹp gì cả. Các bạn để ý nhá. Đây tất cả các phần ốc máy này. Xe mà dọn sạch sẽ lên thì các bạn rất là dễ nhìn. Mình quay như này thì nó sẽ hơi khó nhìn, nhưng mà nó lại là thực tế hơn, các bạn có thể nhìn được. Đây phần tai này. Đây mình sẽ quay phần keo chỉ này. Xe thì keo chỉ nguyên zin nhá. Các bạn nhìn cái phần ốc capo này thì xe được trang bị động cơ 2.0 kết hợp với hộp số 7 cấp. Thì xe này công suất cực đại của xe nó rơi vào khoảng độ 142 mã lực. Còn bản 2.5 thì xe nó sẽ là khoảng độ 169 đến 170 mã lực. Mình luôn luôn cam kết với các bạn về chất lượng xe, về pháp lý rõ ràng đầy đủ. Rồi phần máy móc nguyên bản, không bổ máy hay là máy không ngập nước, không nằm hộp số, keo chỉ nguyên zin. Mình sẽ quay lại tổng thể chiếc xe một lần nữa. Mình sẽ quay thật rõ về keo chỉ cánh cửa này. Đây các bạn nhìn này, keo nguyên bản nhé. Đây là cánh cửa trước này. Mình sẽ quay về cánh sau này. Thực ra thì mình quay như này thì các bạn cũng có thể nhìn qua hình ảnh đoán được một phần nào thôi. Thì nói chung các bạn phải qua trực tiếp để xem thì các bạn cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe. Ở phía sau xe thì có trang bị cốp điện, camera lùi này, và có 4 chân cảm biến thì xe đều có trang bị cảm biến trước sau đầy đủ. Đây mình sẽ quay về phần dưới này. Đây phía dưới là phần nốt su cua, mình đang quay cầm tay không tiện mở ra được. Đây cốp điện này. Cốp điện này thì là mình điện độ thêm thôi, còn nguyên bản của xe thì chỉ có bản trên kia thì nó mới có cốp điện. Đây mình sẽ quay về phần cửa phụ này. Đây các bạn nhìn cái chốt chìa khóa nhé. Đây phần bậc. Đây phần keo chỉ này. Các bạn nghe tiếng đóng cửa nhé, rất chắc chắn. Đây phần phụ. Rồi vừa rồi mình có quay qua chiếc xe X-Trail được sản xuất 2018 và nó là bản 2.0, bản thấp nhất. Thì bạn nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở phía dưới màn hình. Và các bạn nào tìm hiểu xe thì mình có để thêm thông tin của xe trong phần mô tả. Xe thì hiện tại mình đang để ở An Khánh Auto. Địa chỉ là khu Game Racing Co, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mình hẹn các bạn ở những video sắp tới nhé.